Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội. Hôm nay cũng là ngày cuối tháng và ngày thứ bảy cuối tuần. Thì cũng chúc quý anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Hôm nay thì chúng tôi đang bán hàng loạt những mẫu xe SUV khủng với giá rất hợp lý cho quý anh chị và các bạn để có thể tham khảo, cân nhắc cũng như lựa chọn những cái mẫu xe mà có thể phù hợp với lại nhu cầu công việc cũng như gia đình của mỗi người. Cái mẫu xe đầu tiên chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu 2 cầu số tự động sản xuất năm 2019. Chúng tôi đang chào bán với giá là 1 tỷ 330 triệu đồng. 1 tỷ 220 triệu đồng. Mẫu xe thứ hai chính là mẫu xe Toyota Innova phiên bản Venturer sản xuất năm 2018, đi được 1.8 vạn, đang chào bán với mức giá là 758 triệu đồng. Chúng ta có Toyota Fortuner máy xăng 1 cầu số tự động sản xuất năm 2014 màu xám. Chúng tôi đang chào bán với giá là 590 triệu đồng các bạn nhé, 590 triệu đồng. Ngoài ra thì có Toyota Fortuner máy dầu 1 cầu số sàn sản xuất năm 2018. Xe này chúng tôi đang chào bán với giá là 890 triệu đồng. Có Ford Everest các bạn nhé, Ford Everest sản xuất năm 2014, tư nhân một chủ từ đầu số sàn. Đang chào bán với giá là 490 triệu đồng các bạn nhé, giá rất hợp lý. Camry 2.5Q, 2.0E. Rồi chúng ta có Toyota Fortuner máy dầu 1 cầu số sàn, số tự động sản xuất năm 2019, đang chào bán với giá là 1 tỷ 018 triệu đồng. Xe đuôi biển 86 kia chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng 1 cầu số tự động sản xuất năm 2017, nhập khẩu nguyên chiếc, đang chào bán với mức giá là 890 triệu đồng các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu 1 cầu số sàn sản xuất năm 2016, đang chào bán là 718 triệu. Chúng ta có Toyota Innova ở phiên bản là E. Đấy, phiên bản E các bạn nhé. Sản xuất năm 2019, đang chào bán với giá là 658 triệu đồng. Rồi chúng ta có Toyota Fortuner máy dầu 1 cầu số sàn sản xuất năm 2021, tư nhân một chủ từ đầu, đi rất ít, form mới rồi các bạn nhé, đang chào bán với giá là 990 triệu đồng các bạn nhé, 990 triệu đồng. Rồi ngoài SUV ra thì chúng ta có rất nhiều những mẫu xe sedan hạng sang, ví dụ như là Toyota Camry 2.5Q sản xuất năm 2020, đăng ký 2021, và xe này chúng tôi đang chào bán với giá rất hợp lý. Xe đi được có 1.800 cây các bạn nhé, 1.800 km, rất là hiếm hoi tại thị trường Việt Nam, siêu lướt. Xe đang chào bán là 1 tỷ 248 triệu đồng. Con này chúng tôi có thể giảm giá sâu cho quý vị các bạn này, Toyota Mazda 3 phiên bản Deluxe. Phiên bản Deluxe có thể tiết kiệm ngay 100 triệu đồng, chúng tôi đang chào bán là 695 triệu đồng các bạn nhé. Rồi chúng ta có Kia Sedona là một trong những cái mẫu xe rất là được yêu mến tại thị trường Hàn Quốc cũng như trong giới tinh hoa của Việt Nam. Đa phần các anh hay sử dụng đi đánh gốp. Đấy, đi đánh gốp chở gia đình đi cực kỳ tiện dụng. Xe được trang bị công nghệ full, tức là rất nhiều những trang thiết bị công nghệ hiện đại bậc nhất ở trên thế giới hiện nay. Kia Sedona các bạn nhá, phun dầu các bạn ạ, phun dầu đã có thêm cửa nóc, cửa sổ trời toàn cảnh panorama rồi. Xe này đang chào bán là 1 tỷ 068 triệu đồng. Rồi chúng ta có Toyota Fortuner máy dầu 1 cầu số tự động sản xuất năm 2021 các bạn nhá. Đăng ký với biển số thành phố Huế. Và chúng tôi đã vào thành phố Huế trực tiếp để lấy cái dòng xe này ra. Khi mà vào trong thành phố Huế gặp trực tiếp chủ xe thì xe mới đi được có 800 cây thôi. Hiện tại ra ngoài đến đây thì được chính xác khoảng tầm 1.600 cây các bạn nhé, 1.600 cây. Xe đang chào bán là 1 tỷ 099 triệu đồng, và giá thì có thể thương lượng rất sâu lại để cho quý chị các bạn. Xe đang toàn bộ 50 xe trong dàn xe khủng của chúng tôi đang có chính sách hỗ trợ trả góp rất là tốt với lãi suất là 0.64% một tháng. Và đặc biệt hơn nữa thì các bạn có thể thấy, nếu anh chị em nào có nhu cầu sở hữu những dòng xe này qua hình thức trả góp thì có thể hỗ trợ lên đến 80%. Như vậy chỉ cần chuẩn bị khoảng đâu đó 220 triệu đến 288 triệu là sở hữu những cái mẫu xe này rồi. Một lần nữa thì xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý anh chị em và các bạn.
Chúc các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý chị và các bạn tại showroom của chúng tôi tại số 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình các bạn nhé.